Công nhận là nắng thật khô. Nào Hà đâu ấy nhỉ? Đây. Cấp 2 có chụp kỷ yếu ở đây. Nhìn đi cấp 2 thôi, cấp 3 để không chụp, hơi buồn. Nhổ nó ở ngoài luôn, bây giờ vào. Ở đâu nè, big size. Yeah. Của Du. Cái sao úp ngược ấy nhỉ? Nó vừa từ đi lông ấy. Thật đó, big size 25 kho. Đào lại là đào các nhỏ lên mình dễ cho vào mồm.
Ok, tặng được. Cô Mỹ Xuệ. Cô Mỹ Xuệ. Cô Mỹ Xuệ. Hai lòng review là. Cô Mỹ Xuệ. Bỏ gì? Nhận xe đi. Nhận xe đi. Đào ngọt quá. Thích đào cắt này này. Ngọt như diệp. Ê nhưng mà thực sự thì để miếng đào. Miếng đào kiểu đào đóng miếng ấy. Thì nhìn nó to, còn đào cắt nhỏ này. Đi quay lại rồi nhá. Này. Rất mềm. Thời liên quan đi mọi người. Thời liên quan nghe. Muốn nói như thế nào nữa à? Nó đâu muốn đi cái gì nữa. Mình nằm cạnh một đồ ăn. Không, có hai nằm cạnh thôi. Tương lai Việt Nam sẽ có sữa. Let lady. Let lady in hình bài lớp. Cô ơi, hơi khăn kìa. Thôi, tao vỗ phải đi. Ê, có nên cởi áo, chống nắng không nhỉ?